Rồi chào cả nhà nha, thì đây là những cái mẫu chậu ha, bên cơ sở gốm sứ Cánh Như cung cấp cho nhà vườn của anh Ba Khỏe tại xã Tân Thiện, Chợ Lát, Bến Tre nè cả nhà. Thì cô chú anh chị mình xem ha, ví dụ như cây ta thì nó đã đẹp thì nó quá đẹp rồi, nhưng mà kết hợp với được những cái chậu đẹp nữa thì nó lên một cái tầm cao mới nữa nha, coi như là cây cây lên chậu như hoàng hậu lên ngôi mà, nhìn nó sướng con mắt dữ lắm cả nhà ơi, đủ phê chưa. Thì ngoài cái chậu đẹp ra, cái cây đẹp ra thì chúng ta phải kết hợp thêm cái bộ đôn đẹp nữa, thì cái cây chúng ta nhìn nó cả nhà mình thấy sao, phải nói là quá phê luôn ha. Đây, những cái mẫu chậu men ở đây thì như chỗ nhà vườn của anh Ba cũng có chia sẻ ha, thì khi mà đã lên cái chậu rồi thì mấy cây kia phải mắc lên chậu hết, thì anh sẽ sắp xếp thời gian để lấy số chậu về để lên hết ha, để lên chậu đẹp hết, và sẽ nâng cấp luôn cái bộ đôn cho nhà vườn mình ha. Đây thì cô chú anh chị mình có nhu cầu mua chậu thì liên hệ trực tiếp chỗ cơ sở gốm sứ Khánh Như, còn ví dụ như thích mua mai thì cả nhà mình đón xem cái clip sau của trên kênh em ha. Cái clip sau thì em sẽ quay chi tiết những cây mai tại vườn nhà anh Ba luôn ha. Đây, cả nhà mình xem thì những cái mẫu chậu đây tất cả là đều của cơ sở gốm sứ Khánh Như hết, phê pha chưa, đã chưa. Đấy. Rồi thì nói chung thì quay cũng hiện tại em quay trưa nắng quá thì em quay cái clip này không được nhiều, cả nhà mình thông cảm giùm em ha. Cũng bây giờ đúng 12 giờ trưa rồi. Cả nhà mình có thấy thích thì cho em còn ngại ngùng gì mà cho em xin một cái lượt like, một lượt đăng ký cũng như một lượt chia sẻ ha, để em có động lực đi quay những nhà vườn đẹp, và nhớ đón xem cái clip sau mà em quay bên nhà vườn mình những cái cây mai cực kỳ đẹp ha. Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hiện tại em đang có mặt tại cơ sở gốm sứ Cánh Như tại ấp Vĩnh Hưng 1, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, đường vào đầu chợ Cái Mơ nha. Thì cơ sở gốm sứ của chúng ta thì chuyên cung cấp tất cả các mẫu chậu, nói chung là về chậu men nha cả nhà. Thì để vô cây bonsai đồ này nọ tất cả rất là nhiều kiểu nha nha. Thì theo như em biết thì đây là một trong những cơ sở mà có nhiều cái mẫu mã nhất để chúng ta lựa chọn những cái chậu, những cái mẫu chậu phù hợp về vô cây bonsai chúng ta phù hợp ha. Rồi thì chúng ta tiến vào gặp chủ cơ sở ha. À, em xin chào anh Thảo, xin chào quý cô chú anh chị em đang xem kênh của anh Thảo nha. Thì em với quý cô chú anh chị em cũng đã gặp nhau cũng vài lần trên clip của anh Thảo ha. Thì hôm nay thì em cũng có về một số đồ mới nữa, thì em cũng cùng anh Thảo giới thiệu với quý cô chú anh chị em một vài mẫu chậu mới nha. Rồi. Về đồ nhiều lắm anh hả? Quá là nhiều luôn, nãy em thấy đi vòng vòng là thấy quá trời luôn mà. Nhưng mấy cái này thì khu vực này trước thì dặn em vẫn để mấy mẫu chậu lớn cho nó dễ tiện cho nó vô. Chậu này chậu 1m15 nè, còn làm 99 đó, chậu này thì 22 triệu. Còn như cái này của anh Mỹ nè, cái này lồng lồng 94, sáng mẫu này sáng mới bán ngày sáng mới bán cái này là lồng lồng 94 quá trời, cái chậu nó lớn khủng khiếp đó ta. Lớn, em cũng có để nguyên bộ bên đó kìa, thấy hả thấy không? À. Đó, chuẩn bị đóng bên đó đây á. Đó, để quay ngồi quay sơ qua cho cả nhà xem. Đó, cái mẫu chậu tuyệt vời ha. Này nó có đôn đi kèm nữa ha anh Trung. Đúng rồi, đôn mặt 72 là lên cái chậu nó vừa á. Này chúng ta vô những cái chậu cây mai hoặc là bonsai cũng được, là nhìn vô là tuyệt vời luôn. Thì ở cái đoạn sau clip á cả nhà, em có quay những cái nhà vườn mà vô những cái mẫu chậu tại cơ sở gốm sứ của chúng ta, cả nhà mình đón theo nha xem nha. Rất là phê luôn. Thì mấy mẫu này thì trước nó hết, cái hôm nay cũng bổ sung gì thêm nè. Cái nhịp ăn mày 65 mấy mẫu này là vô thường nhất, nên mấy này dễ vô cái. Dễ. Mẫu cái nhịp ăn mày 80. Này thì cũng 3 triệu cái, mà mùa này đang giảm 10% cũng như con 2.7 thôi. Vâng. Mẫu này thì cũng ăn mày 80 của Cúng Hoàng thì cũng tầm giá đó thôi, thường thường là 80 đóng nổi thì cũng tầm vòng vòng giá đó ha. Cái này nhìn vô nó nổi bật quá ha. À. Giờ cái mốt là giờ chuộng màu tím nha. À chuộng màu tím à. Ờ cái mấy cái phú lục thọ mà lúc này em bán á, là mà xưa là mình bán mấy phú lục thọ vô mai là xanh tia chai đúng không? Mà lúc này là màu tím là bán chạy. À. Cái ngộ luôn nha. Cái mẫu bên đây đẹp nè em thật. Mẫu này nè. Đẹp kìa. Đó còn cái đồ mình theo luôn. Có đồng theo luôn. Có đồng theo nên đồng đóng gì luôn. Đây cô chú anh chị mình xem qua văn ha. Cái
bây giờ những cái chậu là nó là một cái tác phẩm nghệ thuật chứ nó không còn đơn thuần là những cái để mà vô cây nữa cả nhà. Quá đẹp. Rồi. Quá trời mẫu luôn. Quay quay trong nhà trời mưa tới. Này thì mấy cái mẫu cúc sen mới của anh Mỹ nè, cái Mỹ hôm nay nè, cái mẫu này nó có 3 size lận, size này 4 size chứ, size này lớn hơn nữa kìa. Nó có nhiều size lắm hả? Cái mẫu này chỗ nào á? Cái chậu lớn dữ rồi ta. Nhậu này lọt lòng mấy? Cái lọt nào cho này lọt lòng. Nhiều em cũng nhớ của cái xe mới về em cũng chưa có đo hết. Cái thước của cái chậu này như nó cũng bị nó chút 92 lần em nghĩ lọt lòng đó. Vô 84 hả? 84 hả? 84 hả? 85. Thật sự là cái mẫu này không nhớ giá luôn. Chưa có coi kịp. Đây là mẫu vuông lớn rồi nè. Cái mẫu này vuông 72 của Mỹ hôm nay nè. Nó lọt lòng nó 63. Mẫu này thì nó rơi tầm khoảng 3.6 hàng nha. Mà tháng 9 này em cũng chia sẻ luôn là tháng 9 này em cũng đang đi ăn khách hàng giảm 10%. Còn đối với đồ B thì thường thường anh Thảo nhớ là mình quay clip mình hay giảm đồ B là 20%. Tháng này thì em giảm 30%. Giảm giá sâu ha. Dạ giảm sâu rồi tiền khách hàng. Tiền khách hàng. Dạ. Những cái mẫu chậu này cô chú anh chị mình thích hợp mình vô những cái cây bay cây đổ như thế nha. Cây bay đổ vô những cái mẫu chậu vuông cái nó hơi sởm hơi cao vậy nè thì nhìn nó sẽ hay hơn ha. Cái này cũng có những cái mẫu đắp nổi giống như ngoài mà nó nhỏ hơn, size nhỏ hơn. Size 70. Vuông này cũng Huy Phát nè hả? Thì này hàng cũng Huy Phát. Nói chung là nó cũng hơi tiếc Huy Phát thì cũng đang tạm ngưng sản xuất. Ngưng sản xuất ha. Nên là ví dụ như anh chị em mình cái mẫu này mua về sưu tầm là dù chưa cây gì sưu tầm cũng ngon. Đúng rồi. Nhiều khi sau này nó thành đồ cổ hay dạng như cái hàng là hàng hiếm ha. Hàng phiên bản giới hạn. Do kinh tế thôi. Do kinh tế cả nhà. Là mẫu đẹp lắm. Huy Phát này cũng đang chuyển hướng đi làm một cái loại khác, ví dụ như bình hoa viên nọ chứ cũng không phải là ngoài chỉ là không làm chậu. Ở dưới này cũng có Huy Phát luôn hả? Huy Phát đó, cây này là Huy Phát luôn. Cả nhà mình nhìn coi nó sống động quá ha. Hay quá. Huy Phát thì men màu. Trời ơi, nguyên con chim nó bay ra ngoài luôn rồi nè. Đúng rồi. Nhưng mà đó con chim rất là giống nha. Vậy luôn á. Cả nhà mình thấy chưa? Làm rất là nói chung là giống thiệt đó. Cái mẫu chỉ được chính thành này là chỉ được thành chính thành mới này. Thành 70 này thì đắp nó có hai loại, một loại khuôn một loại đắp. Ova mất tiên mấy cái nhỏ gì vô cây dành cái cưng này. Đúng rồi. Này có 50 rồi nó lọt lòng ngang nó có 45 mà. Ủa lọt dầu 45 lòng ngang nó có 32 à. Như mẫu này 750 mà giảm 10% cũng ra cổng sách mấy cái rẻ lắm luôn á. Trong so với hồi xưa là cái chậu này giá nó rẻ lắm nha. Nhiều khi mấy cô chú anh chị mình mới chơi mình không biết. Nhưng hồi xưa để sở hữu được mấy cái chậu vậy mình tính tới tầm khoảng 1.000.000 một cái nha. Lúc mà em chơi bonsai là nó giá nó cao lắm mà không được đẹp như bây giờ đâu. Hồi xưa nói chung quả tiết qua văn không bằng giờ. Hồi xưa thì nó quạt quạt thôi chứ nó coi như là hàng đắp nổi là em không thấy luôn á. Hồi xưa không có hàng đắp nổi luôn. Hồi xưa là đắp coi như là này đắp thủ công nè chứ không có có những cái hồi xưa là làm khuôn ha, phải không Tung? Đúng rồi, làm khuôn. Này như mấy cái khuôn này, mấy cái này khuôn kiểu vậy nè. Người ta rót ra xong rồi ta chấm men nó lên. Đúng rồi. Chứ giờ như mấy này đắp tay nè đúng không? Đắp tay hết luôn, đắp tay chậm. Đúng rồi, đó. Đắp từng cánh mông đắp lên. Đó. Thì phải có nghệ nhân tay nghề lành nghề lắm mới làm được. Nghệ nhân đắp được chứ chơi đắp không được đâu. Mấy cái khúc gọi này mình nói nè, cái khúc gọi nó 60 nè. Này chịu gửi cái mà mùa này tháng 9 này khuyến mãi giảm 10% còn có 13 năm chục con xích. Thì nó có màu tím. Nó có màu tím mà có màu tím. Nó có màu tím. Nó có màu tím. Nó có màu tím. Nó có màu tím. Nhiều mẫu lắm cả nhà. Nhiều. Ví dụ như ở sao có những hàng nới nhưng bác hàng lấy thiêu. Cái bình khác này anh Tuy Mốt nè. Giảm 10% tính ra còn chưa tới 1.990.000. Lật lòng tới 34 rồi. Nó cao 52. Mà vô những cây đổ thì hết sảy ha, xuất sắc. Hàng Đồng Nai luôn về chắc được. Mà lớn nhỏ gì cũng có nha cả nhà. Bên đây thì mấy hàng mới thiêu mấy cái này là như vậy là 300.000 cái bao ship rồi nè thôi. 300.000 cái à? 300.000 cái bao ship.
nó cũng cứng hơn chậu xi măng xíu ha. Đúng rồi. Cái mấy cái lục bình này gì này là mình có ship không? Này chắc không dám ship quá. Không dám ship. Không, cái này nếu mà anh chị em lấy thì em vẫn đóng luôn. Tại đóng luôn ha. Lúc trước nhà cũng có bán cái này nhưng mà sau này lu không chịu quá thì không bán. Giờ bán chỉ bán chậu nó dễ hơn. Đúng rồi. Cái này đóng cực quá. Đóng hơi cực. Dạ. Đây cũng những cái mẫu chậu lắp nổi mini còn là những cái mẫu chậu à. Wow, ra vạt nói vài bữa lấy vài cái về trỏng vô mấy cây, có mấy cây đổ bò nhìn đẹp lắm. Phải vô ghé vạt này mới đẹp. Đang mua cái mãi nè. Mua luôn mãi luôn à. Mấy cái mẫu này hàng của Đồng Nai nè, mà bữa mới nhập số ba cái nhỏ nè. Hàng Đồng Nai mà của Mỹ lần, giá nó cũng rẻ lắm. Đó, mấy cái mẫu này cũng là vô cây bay đổ nha cả nhà. Mẫu vô mai đổ đẹp nè. Tính ra nó sẽ hơn hàng lấy thiêu một chút xíu thôi chứ không có nhiều. Ừ. Mà nó là hàng Đồng Nai, dày chắc đẹp lắm. Ừ. Mấy hàng nhỏ này bông đẹp quá ta. Dạ. Mấy này có cây gì mai giờ tết. Có cái mai sắn gì đẹp để này để bàn chân cũng đẹp lắm. Em trồng còn cây sâm núi vô chậu này vừa lắm. Kinh quá ha. Ừ. Nhỏ nhỏ mà nhiều khi mấy cái hàng lớn á thì hàng đắp nổi đồ nhiều chứ hàng nhỏ nó ít nha cả nhà. Thì mình mấy... thảo biết sao không? cực cái công bây giờ, ví dụ như cái chậu này giờ cái công đắp ví dụ như 300 đi, giờ cái chậu lớn hơn cũng công đóng nó cũng 300 mà bởi ta bán vậy. Cái chậu tiền triệu. Đúng rồi. Giờ mà cái này mà nhỏ xíu vậy mà anh bán 1 triệu ai mua? Bởi vậy. Thành ra thì muốn kiếm cái những cái cây nhỏ mà nó giá trị cũng cao chứ đâu phải giấy luôn, nhưng mà kiếm cái chậu trần thân chứ không phải dễ nha. Đúng rồi. Đa phần nhiều khi hàng đặt nữa chứ còn em về hàng về lu quá, em chưa có sắp xếp gọn ghẽ rồi, cái này ở đây còn mang nhiều lắm nha cả nhà. Còn lắm đây. Đây chậu ông tượng rồi tất cả các thứ ha. Còn chú chị mình muốn cái loại gì cũng có. Cái chậu Huy Phát hàng bên cơ sở mình là tới có những cái chậu ba lớn gì nữa nha cả nhà. À chút xíu qua bên kia. Anh Nguyên mới đưa cho số mấy cái mini của Huy Phát đẹp lắm, thương lắm. Nhiều lắm rồi. Giá rất là rẻ. Chính ra đồ của Nguyên Phát, giờ ban đầu đi của Nguyên Phát nó mắc còn gọi nó xíu rồi hả? Anh em mình thử qua bên kia, khu bên kia có mấy cái chậu sinh nhật cũng đẹp, mấy mẫu mới bên kia. Rồi, ok. Nha. Thì cơ sở mình đang đi giao hàng cho khách nè. Nói chung thì do cái mẫu mã đẹp ha, giá cả hợp lý thì được rất là nhiều cô chú anh chị mình ủng hộ nha. Đây coi như là khách hàng liên tục. Đây có anh Tú củ cải nữa kìa. Chào mọi người. Chú mua chậu cậu cho Trung nè. Tú chia sẻ điều anh Tú. Vừa đẹp vừa ghẻ. Vừa đẹp vừa ghẻ ha. Có đây thôi. Đó. Cái này là mấy cái mẫu đồ mới của Nguyên Phát nè anh Thảo. Cái mẫu này thì nó mới, mà giá cả nó cũng hợp lý. Nên là có anh khách ảnh ôm hết luôn rồi. Ủa lấy hết hả? Quấn mấy cái này quấn mặt đi hết. Mấy cái mẫu này nhìn coi nó vững kinh khủng ha. Mẫu này vẫn đẹp nè. Chân thấy cái chân đẹp ghê hả? Cái chân nè, rồi cái đắp nè. Trời. Như vậy là bao nhiêu một cái? Cái này là mặt 42, chiều cao là 73, cái này là 3 triệu mà giảm 10% chỉ còn 2 triệu 7 thôi. 2 triệu 7. Nhưng mà cái này là tính ra nếu mà 2 triệu 7 mà cái này chứ anh để trong nhà anh kê mấy cái bình bông nó cũng đẹp nữa. Đúng rồi, đẹp quá. Cái này là nó rất là đẹp. Này giống như nhìn sen ha, cũng không như là đồ chơi luôn á. Tính là nếu mà đôn cây mà như đồ chơi luôn, nó đẹp như đồ chơi. Giờ mình mua một số nào, cái mẫu nào đẹp đẹp để dành sau này thành đồ cổ hả anh Trung? Đây, rất là nhiều mẫu nha cả nhà. Bên này còn nhiều lắm. Như này em về lấy cái mẫu án may 90 nè. Án may 90 này nè. Thì nó có đắp hai cái nước đắp. Một là đắp đào, hai là đắp hoa nhài. Này nó lọt lòng nó tới 94 triệu, lọt lòng nó là 84 triệu dài, 60 triệu ngang. Cái này thì cái nó cạn lòng nha cả nhà. Cô thích hợp cho những cái mẫu bonsai nào mà nó mặt chữ thủy. Đúng rồi. Quế này cũng là cạn hả? Cái quệt quế chắc theo em thì em vô hơi dày chút, tại quệt quế nó hút nước khủng khiếp lắm. Quế thì đỡ với những cái phơm sao vậy đó. Đúng rồi. Phơm này với cái phơm ở bển nãy mấy cái lọt hơi sâu chút. Đúng rồi. Còn nó hút nước quá, tưới cực quá chứ không gì. Nhưng mà vô chậu mỏng thì đẹp. Nói chung cây bonsai chậu mỏng thì nó đẹp rồi. Thì cái bắp tiên này là hàng E là nó 4 triệu, mà
giảm cái này nè, như cái này nè, thấy nó bằng B nè. Ừ. Nó bị bọt kim á, bọt kim như là cái đầu kim mình vậy đó. À. Cái này giảm 30% tính ra còn 2.8 triệu, mình nghĩ Thảo, anh Thảo nghĩ 2.8 triệu bao ship chậu này. Wow, trời, cái chậu này nó lớn khủng hoảng lắm nha cả nhà. Chậu nó lớn lắm, vô chậu nói chung vô cây là xứng đáng tiền bắt gạo nha. Cái 2.8 triệu thôi. Còn như cái này là 5 triệu nè. Ừ. Mà hàng B mà gớt B, như anh thấy cái này cũng gớt B nè, mà ừ. Lò đánh B chứ em cũng chả biết, chắc này nó chảy men quá. Ừ. Bị chảy men hơi nhiều nè. Men ít thì lò không tính nha, ví dụ như mấy cái này là không có tính B nha anh Thảo. Ừ. Ít vậy là không tính, như vậy là không tính nha. À. Nó ít quá, như chảy nhiều vậy nè, tiền ta tính. Chảy nhiều thì giống đồ cổ hồi xưa mình chứ gì đâu. Đúng rồi, cổ là, nhưng mà cái chậu cổ là phải chảy men vậy chứ không chảy là coi chừng bị đồ cổ giả. Cái này là hàng A 5 triệu, mà hàng B là giảm cả 30% tính ra còn 3 triệu rưỡi. À. Rẻ thôi, 3 triệu rưỡi thì mắc cái này, mắc cái kia 700 ngàn. Ừ. 700 ngàn thì cũng đắp. Cái nè cả nhà mình thấy cái nó giá trị hơn là ở đây là người ta đắp tay nha cả nhà, đắp nổi đắp tay, còn bên kia là cái đó là kiểu như ấy phải không, khuôn phải không? À, khuôn, đầu tiên này khuôn. Ừ, đó. Ở đây thì cũng có mấy mẫu nghiêng thành mà cái xây nó xây 80, hôm trước là về là có xây 90 thôi, ở nay là bên này là cái mẫu này là nó có xây 60, 70, 80 và 90 luôn. À. Cái mẫu này mình nó đủ size hết á. Đủ size. Còn mấy mẫu này thì giường của anh Lập hôm trước lấy 1 cái nè. À. Là 80, này là 4.8 triệu một cái mà giảm 30%. Nói chung đây là bên cơ sở mình chăm sóc khách hàng là coi như là tận răng luôn nha cả nhà. Ví dụ như cô chú anh chị mình có vô mai vàng hay gì nhờ khoan đồ này nọ, đồ cho thoát nước đồ là có hết ha. Đó. Nói chung là làm từ A tới Z rồi, khi mà mình nhận hàng là phải ưng ý thôi chứ không có gì á. Giống như là chìa khóa cho tay vậy ha. Đó. 21 người ta tính cái chuyện mà bán xong rồi cho mấy cái đồ mà chụp ở dưới cái lỗ thoát nước vậy nè, cái miếng ngủ á. À, đúng rồi. Tặng cái đó luôn. Đúng rồi. Nhiều khi mua mà không biết đường. Không biết đường mua đó. Mua cái chậu không biết mua. Có nhập lắp Akamai vô bán luôn không? Có luôn, dây nhôm đen luôn. Đó, dụng cụ luôn. Luôn giờ mình qua bên kia hết ha. Rồi. Đây nè cả nhà. Xuất sắc ha. Giờ hai anh em mình giới thiệu anh Thảo. Đúng rồi, một chậu nhìn đã quá. Lòng 94 rồi. Ngoài hàng A là nó 10 triệu mà hàng B nó xuất 7 triệu thôi. 7 triệu. Anh Thảo nghĩ bây giờ cái chậu lớn vậy mà anh để nó vô một cái mai đâu phải cái mai ít tiền. Đúng rồi. Phải vài trăm. Cái mai đẹp là cũng phải vài trăm ha. Nói chung á cái này là phải thầy thợ trong nghề thôi chứ bình thường mình không có biết cái nào là B nào A đâu cả nhà, nó không có cái gì là khác biệt nhiều lắm. Em... nó chỉ những cái lỗi nó hơi rất là nhỏ thôi. Em nói chung em nhìn cái chậu này em cũng chưa có biết được là chỗ nào B thế này, tại vì đây. Chút xíu. À. Nó có chút xíu à. Cái này là ấy lại nè, nó bị đĩa, nó bị đĩa. Nó bị trùng đĩa hả? Nó không phải nứt nha. Nó có những cái dấu đĩa. Nhiều đó cả nhà. Đó, nhiều đó, giảm mấy 3 triệu bạc đó. Quý cô chú anh chị em làm gốm cũng không. Ồ, cái đôn này bự dữ ta. Đôn mặt đây nè. À, quá trớn cái đôn. Đôn mặt 72. Cái đôn này bằng cái bàn ngón trà luôn rồi. Đúng rồi, cái này là làm bằng bàn trà được á. À. Nhưng mà Thảo biết cái này nếu mà ở gốm ở miền Nam mình đó nha. Ừ. Là chỉ có bên anh Mỹ là làm được cái đôn này là đẹp với số lượng ra được số lượng thôi. À. Có nghĩa là mặt như thế này nó vẫn làm được nhưng mà cái số lượng nó ra ít tại vì khó làm quá. Khó làm ha. Anh Mỹ là làm số lượng được số lượng nhiều luôn. À. Mới về cũng được 6-7 cái vậy á. Cái mẫu này cũng nhiều khác đẹp. Cái gôn cái bộ luôn. Ừ. Sắp tới lò sẽ ra nhiều mấy mẫu hấp dẫn lắm, đẹp lắm. Nó là áng mây mà đắp, áng mây đắp đẹp ghê hơn hả? Đúng rồi. Về đồ về nhiều quá, cũng ngất tùm lum la tôi nữa ơi. Quá trời nhiều hả nha, đôn. Nói chung á thì cô chú anh chị mình mua cái chậu rồi mà không có cái đôn là nhìn nó khó chịu dữ lắm. Có nhiều nhà vườn ta nói giờ mua cái chậu rồi nhưng mà giờ chờ mới mua đôn cái nữa lên coi mới nó mới đặng. À, coi nó mới đặng. Nhiều khi đã cái cây mình tâm huyết mình vô cái chậu nhiều tiền thì nó phải có cái bộ đôn nữa nhìn nó mới đã. Rất là nhiều mẫu chậu mẫu đôn nha. Cực kỳ nhiều luôn. Mẫu này cũng mẫu mới. À. À, đôn voi nè, đôn voi này ví dụ như nhà mình này. Nhà mình ở trước cổng cái mình kê cặp đôn voi vậy, mình kê cây bonsai trước lên đẹp. À. Cũng phong thủy á. Phong thủy, đúng rồi. Còn cặp này thì nó cái
cặp này thì nó cao tới 6 mấy lận. Cái này là 2.4 6.11. Cái này là hàng của gốm nguyên phát, hàng của Đồng Nai, bên ngoài Đồng Nai mình ha. Tự lưng một cặp á ha. Không, một cái á. Một cái. Tưởng một cặp, tưởng nó cặp nó quá rẻ. Không, cái này rẻ nè, cái này báo giá anh Thảo giúp mình luôn. Cái này là 600 ngàn một con. Tây. Mà một cặp là em tính chỉ có 1.1 thôi. Vậy cao nhiêu? Cao 43. Còn cái lưng vuông chỗ này là cái lưng vuông chỗ này là 18x20. Hôm trước các anh khách anh mua về xong cái anh có hai cái bonsai mini cái anh bỏ cái nhà này. Đẹp, nó rẻ. Quá rẻ. Cái này cũng em muốn bắt. Này lấn chiếm qua khu vực quá trời, lấn chiếm qua khu trồng lan rồi. Bên bên cơ sở mình có cái vườn lan luôn nha cả nhà. Lan va đồ nhiều lắm. Va mà mấy trăm ngàn một chậu à. Cái tháng này có khuyến mãi đó, bảo là ví dụ như là phân như là em tặng quá đơn ví dụ như 2 triệu là em tặng cái bịch phân này. Là phân này nó trong đây nó gồm là 40 tép nhỏ. Đó như cái này là em bán gì là 2.000 tép này. Như là phân hữu cơ Đức. Rất là tốt. Anh Thảo biết rồi đó, dân nhà vườn thì biết rồi đó, phân hữu cơ thì nó đâu có độc, đâu có hại gì, nó rất là cây nó ăn rất là im. Còn cái này còn cái này là vitamin B1 của Thái. Chai này là anh Thảo pha được 1.000 lít nước. Rồi dữ vậy đó. Cái này là nước mà vitamin anh Thảo đi mua ở tiệm bây giờ thực vật của mình, vitamin của Việt Nam mình nó cái nước nó nhạt. Còn Thái nó nước nó đậm đen. Anh xài ba cái lan anh xài không? Tốt không? Nói chung là trồng rồi, sử dụng rồi mới dám giới thiệu chứ. Em cũng biết là cây kiểng bonsai của mình nó giá trị nó cao mà, mình đâu có giới thiệu mày mà được. Như mấy cái này là đồ mini cũng nguyên phát nãy em nói nè. Trời, cưng quá ha. Kiến thức chú cưng quá. Này là ổng sản xuất cho một cái người khách, nhưng mà cuối cùng là người ta ôm hàng không hết rồi ổng bán, ổng gửi bán phụ cho nên mấy cái này bán giá nó rẻ lắm. Đây chúng ta đóng đi. Quá trời. Cái đoạn mini nhiều lắm. Đây cả nhà mình thấy đồ lớn đồ nhỏ gì rất rất nhiều nha. Cái loại gì cũng có, muốn thứ cái thứ gì muốn thứ gì cứ liên hệ nhà vườn mình cũng có hết. Mấy cái mẫu này có mấy cái mai nhỏ nhỏ mini rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, chắc hai anh em mình chia sẻ đây hết Thảo ha. Rồi, để mình dành cái phần sau để chen vô mấy cái nhà vườn. Dạ. Đã vô cây sẵn cho cả nhà mình tham khảo, để nhiều khi nói giờ thấy chậu vậy chứ vô cây không biết sao. Dạ, đúng rồi. Sẵn đây em xin nhắc lại là tháng 9 này em cũng đang có chương trình đi ăn khách hàng á. Thì do đối với đơn hàng thì hàng A thì em giảm 10%. Và hàng B là em giảm 30%. Thì sẽ tặng kèm thêm phân thuốc này kia nọ cho quý cô chú anh chị em nữa. Thì quý cô chú anh chị em có đặt hàng thì liên hệ qua số điện thoại 0932173347. Đó là số Zalo của em luôn á. Em xin cảm ơn rất nhiều. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh và theo dõi hết cái clip ngày hôm nay ha. Thì rất mong cả nhà mình ủng hộ cơ sở mình nha. Nói chung cơ sở ở đây chỗ anh Khánh Trung thì bán cái giá phải nói là cực kỳ hợp lý luôn. Do đó thì được nhiều cô chú anh chị ủng hộ lắm. Cả nhà mình mua đi thì cảm nhận ha. Rồi, chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như là thật nhiều sức khỏe ha.